Đây là đề câu 2 trong cái đề của đây là câu 4 trong đề K2 của ngày mùng 9 tháng 6. Đây là một câu dạng toán kinh tế và cũng khá ít gặp trong các đề thi. Thì tuy nhiên thì ở trong cái đề K2 này người ta cho vào. Thì tôi thấy là người ta cho hàm rất là đơn giản và chúng ta tính toán thì cũng rất đơn giản thì chúng ta thể ra được kết quả. Điều đầu tiên thì chúng ta phải xác định cái phương trình cân bằng cung cầu, đấy là QS bằng QD. Và chúng ta sẽ tính toán ra được cái mức giá và sản lượng cân bằng là P sao lúc này nó bằng 20,6 và sản lượng cân bằng là Q sao bằng 10. Tuy nhiên cũng cần phải lưu ý cho các bạn trong cái việc giải cái phương trình này. Đấy là do là cái bên này về trái căn bậc 2 của mà 5P trừ 3 nó có dấu căn nên về phải lúc này nó sẽ mang dấu dương, tức là nó phải có điều kiện mang dấu dương đây. Do đó chúng ta sẽ loại đi được cái giá trị P bằng 31,85 và chúng ta chỉ nhận cái giá trị P bằng 20,6. Và khi đó thì chúng ta sẽ đi tính toán thặng dư sản xuất và thặng dư tiêu dùng theo cái giá trị P sao và Q sao đã tính được trên. Thì thặng dư sản xuất thì chúng ta tính theo công thức PS thì nó bằng tích phân từ 0 đến Q sao và mở ngoặc P sao mà trừ đi PS nhân đi Q. Ở đây PS thì nó chính là một đường cầu đường cung ngược. Thì để thu được đường cung ngược thì chúng ta phải quy về biến P theo QS. Thì chúng ta thay cái hàm này vào và thay giá trị P sao thu ở trên vào, thay Q sao thu ở trên vào đây vào cái cận thì chúng ta thu được cái biểu thức cần tính. Thì từ đó thì chúng ta tính PS rất đơn giản và nó sẽ bằng 400/3. Một cách tương tự thì chúng ta có thể tính được cái phần thặng dư tiêu dùng. Thì chúng ta phải quy về cái hàm cầu ngược để chúng ta tính toán. Và kết quả chúng ta ra được nó chính là 25. Thì thặng dư sản xuất nó chính là cái phần diện tích mà nằm trên đường cung và dưới đường giá. Thế còn thặng dư tiêu dùng nó chính là phần diện tích mà nằm trên đường giá và nằm dưới đường cầu.